Ok anh em, xin chào tất cả các anh em chúng ta đã tiếp tục quay trở lại cái video ngày hôm nay thì mình xin chúc tất cả anh em có một cái buổi tối thoải mái sau một ngày làm việc vất vả, đúng không anh em? Thì uh, trong cái cuồng cuộc mà làm Youtube ấy, thì tất cả đa số ấy, chúng ta làm Youtube thì nhìn vào một cái những cái gì đi trước và nhìn vào tất cả những cái mà chúng ta có thể là ước, ước lượng được những cái hành động làm, những cái thiết bị quay hay là những cái khung cảnh thì cơ bản chúng ta đã làm được rồi nhưng một cái nữa, đôi khi chúng ta không thể nào làm tốt, đó chính là về mặt tâm lý, được chưa anh em? Tâm lý sẽ quyết định tất cả và suy nghĩ sẽ quyết định tất cả. Cho nên mình hay chia sẻ với anh em những cái phương pháp bên ngoài lề để làm sao để chúng ta làm tốt cái phần mà công tác tư tưởng đi đi đã. Khi chúng ta làm tốt cái công tác tư tưởng chuẩn bị thì tất cả những cái việc sau chúng ta sẽ làm dễ dàng, được chưa anh em? thì như anh em đã biết thì gần đây là trong cái quá trình mà làm YouTube ấy, những các anh em mới ấy thì nó sẽ rơi vào một cái vấn đề. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết triệt để cái vấn đề đó như thế nào. Thì đa số anh em sẽ có một cái câu hỏi và anh em sẽ có rất là nhiều cái thắc mắc. Nhưng một trong số nhiều nhất là anh em sẽ rơi vào cái chỗ anh ơi, kênh của em làm ít view quá hay là lỗi do kênh hay là có nên tiếp tục hay không. Được chưa anh em? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích và giải quyết triệt để cái vấn đề này. Về sau tất cả anh em gặp phải cái trường hợp đó và anh em cũng cảm thấy là đang trong cái trường hợp đó thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào và chúng ta cần phải giải quyết như thế nào. Nếu mà cái lý do do kênh ấy có phải là do kênh YouTube hay không thì cái tỷ lệ đó là rất thấp. Anh em biết tại sao cái tỷ lệ đó nó thấp không? Tại vì ấy chỉ có một số ít đúng không? Anh em có điều kiện anh em mua cái kênh youtube đó về anh em làm thì trong cái quá trình mà anh em mua cái kênh youtube đó thì anh em không có kinh nghiệm check lịch sử không có kinh nghiệm check hoạt động từ ngày kênh đó sinh ra và từ ngày kênh đó thành lập thì có thể là nó sẽ một phần cho kênh đúng không thì ở đây chúng ta sẽ cần nhìn nhận vào nội dung nhìn nhận vào nội dung chúng ta cảm thấy đánh giá rằng cái nội dung đó nó có phát triển được lâu dài hay không thì bây giờ anh em rơi vào cái tình huống đó thì chúng ta phải nhìn vào nội dung là cái đầu tiên rồi đúng không chúng ta có thể là xác định được rằng phải suy nghĩ và xem xét rằng cái nội dung đó nó có phát triển mà lâu dài và nó có gắn liền với cái cuộc sống hay không và trong cái giai đoạn nước hậu trong cái giai đoạn nước cuối trong cái giai đoạn lâu dài thì nó mang về cái lợi ích gì và trong cái giai đoạn mà hiện tại này nó đang mang một cái lợi ích gì hay là nó chỉ là một cái sự giải trí đơn giản mà tất cả những cái kênh khác đang làm tốt hay là cái kênh của anh em cái nội dung của anh em có những cái yếu tố nào đó nổi trội hay không đơn giản như là cái yếu tố nổi trội là một streamer cũng stream một cái kênh live một con game thì người đó có những yếu tố nào nổi bật hay là có những cái sự hài hước nào hay là có những cái yếu tố quan trọng trong cái video của họ hay là họ tương tác được với người chơi người xem rất là mạnh mẽ và có những yếu tố hài hước thì nếu chúng ta không có những yếu tố đó thì chúng ta chắc chắn là do nội dung thì chúng ta nhìn lại ở tôi không đạt được cái yếu tố đó, đó là về phần game chẳng hạn. Hay là về phần vlog hay là về phần khác thì chúng ta cũng phải so sánh như vậy. Chúng ta phải so sánh cái nội dung của mình với cái nội dung người ta đang làm và phải có một cái sự nhìn nhận vào cái nội dung của mình là cái nội dung của tôi đúng không? Nội dung của tôi hiện tại là các kênh đang làm quá nhiều rồi đúng không tôi cần làm gì để cho cái nội dung của tôi độc nhất vô nhị chẳng hạn hay là tôi cần cải thiện cái nội dung này xử lý như thế nào đơn giản như là ở farm đúng không bây giờ những cái video trồng trọt đúng không những cái video trồng trọt thì người ta cũng làm quá nhiều những cái video chăn nuôi thì người ta cũng làm quá nhiều nhưng mà trong cái quá trình trồng trọt đó tôi có những cái gì mới trong cái khu vực trồng trọt trong cái quá trình trồng trọt những cái quả mới hay là tôi có những cái nền đất mới hay là những cái địa hình địa vật mới trong cái video đó thì nó cũng sẽ là một cái khác nữa. Và trong chăn nuôi đúng không? Tôi nuôi theo phương pháp này, tôi cũng nuôi con đó nhưng mà tôi nuôi theo phương pháp khác thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề khác. Thì đó thì tất cả những cái anh em làm thì nó được gọi là điều chỉnh nội dung tốt, điều chỉnh một cách hợp lý và anh em có cái cách nhìn nhận là ở ờ, tôi sẽ làm nội dung của tôi như vậy và tôi sẽ không không có những cái trùng lặp với người ta quá nhiều tôi không bắt chước người ta quá nhiều nhưng mà trong cái nội dung của tôi là tôi có cả sự cải thiện rất là nhiều thì sau khi anh em xử lý được tốt những cái điều đó đúng không anh em xử lý tốt được những cái điều đó thì anh em nhìn lại cái kênh của anh em sau một tháng sau hai tháng sau ba tháng thì anh em sẽ thấy một cái sự khác biệt rõ rệt về cái gọi là trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ nó sẽ mạnh mẽ như thế nào thì tất nhiên là cái trí tuệ anh em bỏ ra và cái chất xám cũng như là cái ý tưởng anh em bỏ ra thì nó sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng được cho anh em bởi vì sao thì chúng ta cần phải một cái thời gian xây dựng nội dung dài như vậy thì uh, tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải xây dựng nội dung đường dài bởi vì anh em biết là khi một cái cây mà lớn lên có quả thì nó sẽ trải qua biết bao nhiêu mùa nắng mưa và nó sẽ trải qua biết bao nhiêu năm đúng không anh em mà quả anh em nhìn không anh em phải so sánh ngoài đời có một cái sự không thể nào mà chối được là khi bất kể một cái quả nào quả ăn nào mà em chín ấy ép chín sớm ấy thì không bao giờ ngọt được không bao giờ nó ngọt một cách tự nhiên được đúng không anh em quả ép sớm thì không bao giờ chín ngọt đó thì chúng ta cũng phải cần những cái công đoạn còn cái công đoạn nó dài như thế nào hay là cái công đoạn công trình của anh em ấy cái thời gian lộ trình của anh em nó nó dài ra thì anh em cũng phải so sánh anh em nhìn vào nội dung ở ờ, nội dung này của tôi đúng không tôi chấp nhận dĩ nhiên nó sẽ phải là đường dài đúng không nó bắt buộc phải đường dài thì nó mới hoàn thiện tốt đúng không nội dung của tôi tôi cần xây dựng ra một cái chuỗi một cái chuỗi sự kiện tôi cần xây dựng dài ra một con đường để người khác biết vào tôi để người khác nhìn vào tôi là có biết tôi là làm cả một quá trình hay là tôi xây dựng một quá trình dài và người ta sẽ nhìn vào đó người ta sẽ lấy được một cái cột mốc thì kênh của anh em sẽ vững vàng qua những cái thời điểm gian nan hay là anh em sẽ vững vàng về sau và anh em phải lựa chọn những cái nội dung mà tiếp cận đường dài đúng không đi đường dài mà khi có thành quả rồi thì chỉ việc ngồi không đăng video thôi chỉ lúc đó anh em mới làm lại nghĩ lại là ở cái giai đoạn đó tôi cố gắng thì bây giờ tôi đăng video bình thường cũng có view thôi bây giờ lúc đó anh em không cần phải bỏ ý tưởng quá nhiều đúng không chỉ cần làm những cái vớ vẩn nói thẳng là như vậy làm những cái linh ta linh tinh bình thường mà nó lại nhiều view nhưng mà những kênh khác những cái kênh mới mới lập ra bỏ ra ý tưởng rất là đặc sắc bỏ ra những cái chất xám bỏ ra những cái công sức bỏ ra những cái tiền bạc tài chính rất là nhiều nội dung phải công nhận là hay nhưng mà kênh mới cái việc ngoi lên là cái việc không thể nào và cái việc rất khó đúng chưa bây giờ đơn giản như kênh của lâm anh mình cũng chia sẻ với anh em rồi khi bây giờ họ đang bỏ ra rất là nhiều cái tài chính để ép cho cái kênh này đấy bằng những cái công cụ và những cái à, lượng người xem ảo này với những cái lượt like ảo này và những cái công cụ hỗ trợ lượng view này để build lên một cái hình tượng đúng không ở đây chúng ta cần chất lượng chứ chúng ta không cần ngoại hình được chưa chúng ta cần chất lượng thôi, chứ không cần những cái vẻ bề ngoài mà khi mà cái cốt lõi chất lượng của anh em nó chất lượng ấy thì anh em có làm như thế nào anh em có làm kiểu như là bình thường như thế nào nữa thì cái nội dung của anh em vẫn là nội dung sạch nội dung chất lượng nội dung mang giá trị của ý tưởng nội dung thực sự có giá trị cho người xem thì nó sẽ bền vững và nó lại còn được YouTube nó đề xuất cho anh em nữa anh em không phải lo một cái việc gì cả bởi vì anh em không có một cái can thiệp nào vào YouTube thì chưa và cái kênh đó bây giờ mình cũng chia sẻ với anh em rồi kênh Lâm Anh đấy thì khi anh em thấy không khi mà đăng lên thì đôi khi có một nghìn không đến một nghìn lượt xem mà tới hai ba nghìn lượt like sẵn rồi và bình luận là đều ngang 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 nhau bình luận auto anh em nhìn vào là anh em biết ngay đúng không những cái bình luận mà nó viết một cái cách bây giờ anh em vào những cái kênh mà đang bình luận đấy tất cả các kênh bình luận đều là kênh gọi là người ta gọi là nuôi clone nuôi clone đấy là gì nuôi clone đấy là người ta dùng những cái kênh dạng như là anh em lập ra những cái mail rác ấy để anh em làm việc á thì người ta gọi đó là nuôi clone đúng không những cái đó là những cái mà người ta lập ra thôi chứ những cái kênh nó không có một cái lý lịch hoạt động gì cả đó thì đó là cái điều mà cần xác thực và không thể nào mà thay đổi được mà khi mà đã can thiệp vô kênh rồi ấy, kênh chỉ cần đến một cái mức giai đoạn nào đó ngừng tất cả các hoạt động hỗ trợ từ bên ngoài tức là ngừng tất cả ngừng tất cả các hoạt động hỗ trợ view này hỗ trợ lượt xem này lượt xem là view đấy và hỗ trợ người đăng ký này hỗ trợ lượt like này hỗ trợ lượt bình luận này tất cả những cái đó mà ngừng thì mình dám chắc là cái kênh đó thua tất cả những cái kênh chưa đến 1.000 người đăng ký của những anh em đang mới xây dựng mình dám khẳng định cái lượng view không bao giờ cao bằng những cái kênh đó luôn được cho anh em đó là sự thật không thể nào chối cãi được và không thể nào thay đổi được và khi mà chúng ta có một cái ý định gian lận với YouTube thì nên từ bỏ ý định đó đi được chưa nên từ bỏ cái ý định đó đi chỉ có chạy quảng cáo làm sao mà nó hợp lệ nhất nó phân ra làm sao mà phù hợp nhất với cái đối tượng nó phân ra làm sao kết nối với cái Google ADS ấy, nó làm sao mà để cho đúng cái đối tượng, đúng cái lượt hiển thị và đúng cái nhu cầu, đúng tiếp cận tới cái lịch sử xem người dùng. Chẳng hạn như là anh em làm những cái chủ đề mà về cửa sắt hay là vườn hay là nhôm đúng không? Thì nó sẽ đề xuất tới những cái dữ liệu người xem mà xem những cái cửa sắt, xem những cái làm cửa nhôm, xem những cái chăn nuôi nhiều nhất. Thì đó mới là thực sự là hiệu quả. Được chưa anh em? Đơn giản thôi như những anh em này tất cả những cái kênh mình quản lý, mình cũng chia sẻ với anh em là có những anh em mình yêu cầu mình chạy quảng cáo, mình nhìn nhận vào cái nội dung đó, kể cả xây dựng nội dung, mình nhìn nhận vào những cái nội dung đó, mình biết rằng cái kênh này trong tương lai sẽ phát triển đường dài và nhiều khi anh em không đủ chi phí để chạy quảng cáo, mình sẵn sàng hỗ trợ chi phí cho anh em chạy quảng cáo để anh em làm sao? Để anh em phát triển cái nội dung đó lên. Thì khi mà mình đã nhìn nhận được những cái nước đi đường dài ấy thì mình không có gì phải thiệt thòi cả đó là một điều chắc chắn ngay cả bên ngoài xã hội anh em sống cũng vậy thôi khi mà đã không sợ thiệt về mình ấy nhưng mà khi anh em phải nhận biết được vấn đề thì anh em sẽ không bao giờ thiệt và anh em một ngày sẽ càng phát triển về cái nội dung của anh em thôi có những anh em không đủ chi phí quảng cáo mình vẫn hỗ trợ chi phí cho anh em quảng cáo hỗ trợ cho anh em tiếp cận được người xem kể cả những anh chị em mặc dù là xây dựng nội dung rất tốt nhưng mà có thể là không có cái công cụ edit mình sẵn sàng hỗ trợ edit video hàng ngày cho anh em và mình vẫn có vẫn có người hỗ trợ edit cho anh em luôn thì cái điều đó không mất mát gì cả một ngày 24 tiếng thì ít ra ấy, thì sắp xếp thời gian làm sao cho nó hợp lý và khi những cái kênh đó mình nhận nhìn nhận là có những cái hiệu quả tốt thì trong tương lai thì nó sẽ có những cái dữ liệu tốt và nó sẽ là một cái tuyệt vời đó là cái điều dĩ nhiên anh em nhé ngay cả bên ngoài cũng vậy thôi chúng ta cần có một cái nhìn nhận làm sao mà cho nó nước đi đường dài một tí không nên vì cái lợi ích trước mắt để mà là mất đi những cái lợi ích lâu dài và những cái lợi ích to lớn sau này được cho anh em về cái công trình tiếp theo này về cái kênh anh em hỏi là bây giờ là em lượng view ít quá do nội dung hay là do kênh lúc nãy thì mình đã trả lời cái phần kênh rồi ha à, cái phần lượng view hay là cái cách làm nhìn nhận nội dung ha bây giờ đến phần kênh này kênh ấy, khi nào có vấn đề và kênh như nào là có vấn đề ở đây ấy, kênh của anh em lập tự nhiên lên anh em tạo một kênh YouTube của anh em lên bất kỳ một cái cờ mèo nào thì khi anh em đã tạo một kênh là một kênh mới thì nó cũng như những cái móng nhà thôi quan trọng là người xây à, đó và khi một cái móng nhà xây lên đã xây lên một căn nhà rồi và chúng ta loại bỏ cái căn nhà đó đi hay là chúng ta thiết cái móng đó nó phù hợp với cái bản thiết kế đó đúng không khi mà cái bản thiết kế đó loại bỏ đi thì tiếp theo cái móng đó người ta lại đưa cái bản thiết kế khác lên cái móng đó thì chắc chắn thì nó cũng sẽ như vậy áp dụng vào cái cái lối làm youtube chỉ có những anh em mua kênh đa số là rơi vào cái trường hợp này là mua kênh của những cái người mà người ta bán thì cái dữ liệu xem này cái lịch sử xem của họ này cái, cái dữ liệu hoạt động này lý lịch hoạt động của kênh từ ngày kênh thành lập và kênh sinh ra này nó hoạt động trong sạch như thế nào hay là nó hoạt động vi phạm như thế nào anh em để ý nha, đặc biệt là những cái đối tượng mà bán rau bán kênh là uh, Do không có thời gian làm, do không có thời gian chăm sóc Rồi do bận công việc, không có thời gian làm video Rồi do bận này, do bận kia, không có thời gian phát triển kênh Cần nhượng lại cho anh em hay là cần ra đi em nó mặc dù mình rất tiếc đúng không Những cái đó là những cái rất là nguy hiểm Anh em nhé, đấy là mình phải chia sẻ thật với anh em là như vậy Tại vì anh em biết làm sao không Tại vì là người ta đã qua re-up là một này, khi mà kênh Reapp re-up tức là, re-up là anh em hiểu rồi, qua re-up tức là người ta đã sử dụng cái dữ liệu kênh đó qua Reapp rồi, hiện tại cái dữ liệu trong cái kênh, cái dữ liệu Reapp đó, những cái video Reapp lớn đó, nó nằm trong cái dữ liệu kênh của anh em ấy, nó không chạy đi đâu đâu, mặc dù là anh em xóa nó vẫn nằm ở cái dữ liệu check long á, trên Youtube, những cái hệ thống AI, những công cụ của Youtube nó check được hết, và nó biết kênh nào vi phạm, đúng không? Và khi những cái kênh đó họ re-up xong họ xóa video đi họ chuyển chủ đề Thì những cái kênh đó không bao giờ phát triển được Rất hiếm khi phát triển trừ khi là đưa cho những ngôi sao hạng A nổi tiếng đưa cho những cái người nổi tiếng người ta phát triển thôi nhưng mà thực ra cái đề xuất nó cũng chẳng bao nhiêu cả đấy là mình chia sẻ thật với anh em còn một cái vấn đề kênh đó thì anh em lưu ý là phải lưu ý là cái kênh đó mua là cực kỳ là nhạy cảm anh em nhé còn những người mà người ta bán như vậy đó, kênh của người ta xây dựng cái nội dung người ta qua riap nữa thì không nên mua được cho anh em tiếp theo ấy thì về cái công đoạn xây dựng thì anh em cần phải cố gắng xây dựng như mình đã chia sẻ với anh em nhiều rồi xây dựng cái này ấy thì mình bỏ thời gian ra mình xây dựng cho mình cũng như chúng ta đi làm bên ngoài thôi đúng không anh em để ý đi làm bên ngoài thì chúng ta cần phải nhìn nhận cái vấn đề bên ngoài là như thế nào có xứng đáng với công sức của anh em hay không thì chắc chắn là nó sẽ không xứng đáng với công sức của anh em mặc dù là đúng không bây giờ anh em đi làm lương năm bảy mười triệu đúng không thì anh em cũng chỉ biết là như vậy thôi và mình ban đầu đi làm mình cũng chỉ biết là như vậy và tất cả mọi người cũng chỉ biết là ở ừ, lương cơ bản là như vậy nó phù hợp với cái đất nước của chúng ta nó phù hợp với cái vị trí của chúng ta thì chúng ta làm nhưng mà có một vấn đề cần phải nói chính xác là khi mà anh em đã làm được lương 5 triệu thì ít nhất cái sản phẩm anh em làm ra cũng phải được 15 đến 20 triệu thì anh em mới nhận 5 triệu và lương anh em 10 triệu thì ít nhất cái sản phẩm của chúng ta làm ra được 40 triệu hoặc là 30 triệu hoặc là tới 50 triệu thì anh em mới được nhận 10 triệu đó là cái tỷ lệ ăn ăn và cái tỷ lệ phân phân phát và cái tỷ lệ tính toán của một người chủ thì họ thích cho anh em họ có thể bóp anh em xuống một tí là điều bình thường và họ cũng có thể bóp xuống một tí nữa là điều bình thường họ có thể là 10 ăn chín để anh em ăn một là điều bình thường tại vì đó là người ta đã tới được cái giai đoạn là người ta tiếp quản điều hành rồi người ta xây dựng lên một cái hệ thống rồi người ta điều hành anh em người ta điều hành tất cả những người làm thì người ta có quyền làm sao điều chỉnh phù hợp với không quá chênh lệch so với những cái nơi khác cho so với những cái công việc tương tự thì người ta có quyền điều chỉnh anh em mặc dù nó cũng không lệch quá nhưng mà phải công nhận là khi mà ta làm ra được 40 triệu thì chúng ta mới được ăn 10 triệu hoặc là 15 triệu thì lúc đó mới có cái sản phẩm mà cũng có như là cái tiền nó về để chúng ta phù hợp đúng không anh em phải công nhận đâu đấy anh em thấy chưa? khi mà chúng ta làm ấy phải làm cho họ gấp 3 gấp 4 lần thì chúng ta mới được ăn một lần thì đó là công việc bên ngoài thì cũng như bên bây giờ thôi chúng ta tự xây dựng nội dung của chúng ta chúng ta tự xây dựng cái nội dung kênh của chúng ta phát triển bao lâu không quan trọng quan trọng là đúng đưa đúng hướng quan những anh em mà đang ấy thì tí nữa mình sẽ hỗ trợ trả lời tin nhắn sau như anh em thấy không quan trọng không cần bao lâu quan trọng là ở uh, mình cũng phải nhìn nhận nhìn nhận được cái vấn đề đó là nó sẽ phát triển trong tương lai và đừng có không làm nó một cách mơ hồ và phải có cái niềm tin trực giác vào nó và phải có một cái kỳ vọng cực cao của nó là tôi tin tôi phát triển được đúng không bây giờ anh em thấy không ở Việt Nam này ngay cả anh em chúng ta thôi ngay cả mình ngồi đây thôi được làm cái video này cũng như là được chia sẻ với anh em hay là được đi ăn buổi sáng được ngủ buổi tối đủ giấc được được thích làm gì thì làm hay là được muốn ăn lâu lâu ăn một cái món mình yêu thích chẳng hạn mình vẫn có thể ăn được đó là ở Việt Nam thôi anh em nhé Còn bây giờ anh em nhìn vào tất cả các nước đang nội chiến ngoại chiến rất là mạnh mẽ miếng ăn còn không có bây giờ cái cái an ninh kiểu như là bây giờ cái cái vùng ngoài thế giới nó quá bất ổn rồi nó quá gọi là đi vào một cái lĩnh vực gì đó mình thực ra thì mình cũng không phải là một chính trị gì đó quá để mà nói về cái chuyện đó nhưng mà phải có một góc nhìn đúng không ngay cả anh em cũng nhìn được mà đúng không bây giờ thì bên ngoài xã hội thế giới thì họ liên tục nội chiến với nhau tranh chấp với nhau và đánh nhau thì khi mà đã chiến tranh rồi anh em biết không khi mà đã chiến tranh rồi thì mạng người không phải là cỏ rác nữa mạng người là một cái gì đó rồi không còn tệ hơn cả cỏ rác nữa cây cỏ hay là cái cái rác ấy thì nó nhiều khi nó vẫn còn được ngồi yên, nó vẫn còn được ở cái vị trí đó nếu đạn không trúng. Còn con người khi mà đã vào chiến tranh rồi thì không còn chỉ cả không còn một cái cái gì gọi là uh, nhân từ hay là tình cảm hay là một cái gì đó ưu ái đó. đúng không? Đụng là giết thôi đúng không em? Đụng là chỉ có bay màu thôi cũng như uh, bây giờ chúng ta được ngồi đây và được làm những video này thì cảm thấy và rất là hạnh phúc và rất là biết ơn rồi có những anh hùng đi trước đã chữ nước để chúng ta có được những ngày hôm nay đúng không anh em bây giờ anh em mà uh, sinh năm từ 1990 đổ về này 1995 đổ về này đổ về thế hệ 88 198 mấy nữa thì tất cả những cái bố người bố người mẹ lúc đó là vẫn còn đang trong cái thời đang trong cái thời chiến tranh thì bây giờ anh em cũng không tin anh em vẫn cứ hỏi lại những ông bà cha mẹ mình xem lớn tuổi một chút anh em hỏi xem đúng không mình cũng có người kể lại đúng không có những bác những chú kể lại trên mặt trận ngày xưa mặt trận chiến tranh trên mặt trận campuchia ở các cái tỉnh lân cận và những cái con sông và những cái khu rừng mình còn nhớ rất là rõ thì đánh ngày đánh đêm đánh 17 18 ngày nhiều khi là đánh cả tháng liên tục ăn không có ăn thì phải biết là cái sức chiến tranh nó mạnh mẽ và nó tàn phá và khốc liệt hơn cái suy nghĩ chúng ta tưởng thì cớ sao đúng không? Bây giờ này, cớ sao chúng ta đang có một cái đường phát triển và chúng ta có một cái cái không gian tốt và chúng ta có một cái đất nước tốt và chúng ta có một cái vị trí tốt, tại sao không phát triển được? Đúng không anh em? Áp lực cái gì đúng không? áp lực là chỉ khi mà không có những cái mục tiêu gì để làm thôi chứ không phải là áp lực vì công việc gì cả làm sao luân chuyển và điều hòa nó một cách hợp lý nhất là anh em sẽ làm được tất cả và anh em cũng sẽ làm được thôi người ta làm được mình cũng làm được thôi không có một cái vấn đề gì cả đấy cho anh em thí dụ như cái chủ đề này của bạn tiếp nhân farm này bạn này cũng đăng ký cái kênh của mình thì anh em xem qua cái video của bạn này thì cũng là chăn nuôi gà thôi chăn nuôi gà mà làm view ngoại thì cái hướng nội dung của các bạn này là đi lâu dài thì anh em biết rồi cũng chỉ là một con gà thôi nhưng mà tính toán được cứ đường đi lâu dài anh em thấy chưa. Bây giờ cũng cũng chỉ quay bây giờ anh em tin không? Cầm một cái điện thoại thôi ra quay cái cái gì đó liên quan tới gà thôi. Thí dụ được vài chục nghìn view này này đủ ăn gộp gộp lại tí là đủ ăn cả cả năm rồi là điều bình thường. Đó là cái mà giá trị mang lại sau này giá trị cuối cùng ở cái ở cái chặng đường cuối cùng ấy chứ không phải là những cái lợi ích đầu tiên đâu được chưa anh em thì uh, đây là những cái video mà dạng như là phát triển lâu dài thì mình cũng mong anh em là làm được những cái nội dung liên tương tự hoặc là những cái nội dung mà phù hợp với cái hoàn cảnh xung quanh của anh em miễn sao nó gắn liền với cuộc sống mà nó phục vụ cho đời sống thì nó sẽ là những cái chủ đề rất là tốt được cho anh em thì uh, cái video của mình tới đây tạm thời kết thúc hẹn gặp lại anh em trong những cái video chia sẻ tiếp theo